Đạo diễn Vệ Hàn Thao, Quỳnh Dĩ Minh. Giám chế Quách Hoa, Lục Trường Hà, Tiêu Sĩ Tân, Sang Sang. Biên kịch Tô Hiểu Nguyên, Hướng Dĩ Tiên, Lưu Kế An. Với các diễn viên tham gia: Hầu Mộng Giao trong vai Hoa Mộc Lan, Quách Phẩm Siêu trong vai Đa Luân, Ngải Đông trong vai Tạ Khí Trần, Diêu An Liêm trong vai Hoa Hồ, Dương Lệ Thanh trong vai Giả Dân, Lưu Đức Khải trong vai Bác Bội Tầm, Dương Âu trong vai Phục Linh, Đới Xuân Vinh trong vai Tơ Nương, Lữ Lương Dĩ trong vai Kim Tầm Tử, Kỳ Tiêu Tiêu trong vai Xuân Trụ, Hàn Nguyệt trong vai Tử Tô và một số diễn viên khác. Bộ phim Hoa Mộc Lan truyền kỳ. Tập 1. Vào khoảng thế kỷ 5 sau Công Nguyên, Dương Triều Bắc Ngụy vì muốn mở rộng phạm vi thống nhất phương Bắc, nhu nhiên khao khát sự trù phú ở Trung Nguyên mà không cam lòng ở Thảo Nguyên. Hai bên đã công chiến suốt nhiều năm. Công Nguyên năm 423, Thác Bạt Đảo Thái tử Bắc Ngụy bắt đầu mở rộng quyết chiến với Khả Hãn Đại Đạt ở gần khu vực Hà Sáo. Thái tử Ngụy Quốc Thác Bạt Đảo. Cung Đại Đạt, thừa tướng Nhu Nhiên Kim Tầm Tử. Tướng quân Quy Diễn Tạ Khí Trần, thừa tướng Ngụy Quốc Thôi Hạo. Quan nguy cấp, mùng 3 tháng 2 năm thứ 14 Minh Nguyên, Hoàng đế Đại Ngụy hạ chiếu, đàn ông dưới 50 tuổi cùng Ngũ Phụng Cốc mùng 7 tháng 2 tập hợp tại đây. Ai kháng lệnh? Trảm! Hồng Bình, Ngô Đại Ngưu,
Trương Bắc Phong. Hoa Hồ. Không sao đâu. Không sao đâu mà. Không. Cải sanh đi. Chổi lông gà đây. Lan, cha, Mộc Lan, con đã không còn là một đứa trẻ nữa. Cha đi tòng quân là đi chinh chiến vì nước. Nhưng làm con khóc như vậy thật là không hay. Mẹ, Tự Quốc, dạ. Anh nói Đa Luân khi nào mới có thể đến? Đa Luân soái lĩnh 5.000 tinh binh đang trên đường đến đây. Ta hỏi khi nào mới có thể đến? Nhưng vào ngày mai sẽ đến. Tiêu rồi, tiêu rồi. Đại hãn, tuyến tây của chúng ta đã bị quân Ngụy công phá. Cái gì? Chà. Hả? Đại hãn, đại hãn, ở phía tả hậu chúng ta xuất hiện quân Ngụy, đường lũ của chúng ta đã đứt rồi. Trời tướng, xem ra hôm nay chúng ta không chạy thoát rồi. Đại hãn, chỉ cần chúng ta kiên trì đến trời tối, thần thí có thể lợi dụng địa hình. Thần chúng ta có thể kiên trì tới trời tối sau. Đại hãn, xin ngài hạ lệnh cho thần 5.000 binh mã để cho thần liều phen này, có lẽ còn có cơ hội. Hay, trong tay ta bây giờ nhiều nhất chỉ có 3.000 binh mã, còn quân Ngụy vẫn còn chưa dốc hết toàn lực binh mã. Điện hạ, bình thành đánh bao vô cùng cấp bách. Điện hạ, thừa tướng, chuyện này là sao? Bọn họ thu binh à? Dạ phải, đây là tiếng chiên thông báo thu binh của họ. Hả? Tên Thác Mặt Đạo là đang giở trò gì đây? Công nguyên năm 423, hoàng đế Minh Nguyên Thác Bạt Tự băng hà. Điện hạ, tiên hoàng băng hà, nước không thể một ngày không vua. Điện hạ hãy giả hòa với Dung Nhiên, sau đó trở về bình thành kế vị đi. Tân hoàng đang cơ liên quan quốc thể, nhưng cuộc chiến hôm nay nếu từ bỏ như vậy thật đáng tiếc. À, điện hạ, có người đưa tin các vị hoàng tử ở bình thành liên lạc với nhau đang muốn hành động. Nếu như điện hạ còn chần chừ không về, e là ngôi vị sẽ đổi chỗ. Có tin báo là vị hoàng tử của Dung Nhiên đang xoáy lĩnh 5.000 tinh binh dội dã tới đây. Chúng ta nên chiến đấu đến cùng, nghênh chiến với địch mới phải. Nếu không thể tốc chiến tốc quyết, tạo nên tình thế dây dưa với Nhu Nghiên, lúc đó chưa trừ ngoại hoạn mà còn nở ưu hoành hành, tình thế càng nguy hiểm hơn. Chiến hay là hòa, xin điện hạ nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ mới được. Cho nên cuộc chiến ngày mai cần phải làm Nhu Nghiên khiếp sợ, khiến họ không dám manh động, thì điện hạ kế gì mới không phải lo hậu hoạn nữa. Dẹp ngoại phải an nội trước. Vậy chiến sự ngày mai chúng ta diễn một vở kịch. Thank you.
đội trưởng, người đó là ai vậy? Đó là Thác Bạc Đảo. Cái gì? Thác Bạc Đảo à? Diệp! Tiếp tục kiên trì. Dạ. Thừa tướng, Khanh nghĩ bây giờ chúng ta cầu hòa với Ngụy Quốc, Ngụy Quốc sẽ thế nào? Thần lo là Ngụy Quốc sẽ không đồng ý, còn bị sỉ nhục. Hay, ta thấy chỉ cần giữ lấy nhuệ khí, ngày sau có thể đông sơn tái khởi. 2 năm trước chúng ta cầu hòa với Ngụy Quốc, bọn họ hoàn toàn không trả lời. Bây giờ đã khác trước. 2 năm trước chúng ta còn có thể ngang hàng với họ, nhưng bây giờ chúng ta có thể sẽ bị bọn họ tiêu diệt hết. Vậy theo ý Khanh có thể làm gì bây giờ? Chuyện gì vậy? Ngụy Quốc hình như có biến cố gì đó. Hả? Khả Hãn, thừa tướng, Ngụy Quốc nhu nhiên chinh chiến nhiều năm, sinh linh đồ tháng, hoàng đế đại Ngụy có đức hiếu sinh, thọ thần 40 tuổi, nguyện tạo phúc cho thiên hạ. Nhu nhiên từng thỉnh hôn Ngụy Quốc, hiện thánh thượng có chỉ trong thời hạn nửa năm gả công chúa cho hoàng tử Nhu Nhiên, Ngụy Quốc Nhu Nhiên trở thành một nhà. Đặc sư, hãy chờ một chút. Thừa tướng, đây đúng là trời đã giúp Nhu Nhiên ta đó. Đại hạ, thần có một việc không hiểu. Ngụy Quốc chiếm thế thượng phong, tại sao họ cứ bỏ cuộc hết lần này tới lần khác? Không phải Khanh nói Thác Bạc Đảo không có tài cán gì sao? Vậy thì hoàng đế đại Ngụy chắc chắn cũng ngoại cương nổi yếu. Thần lo là trong đó có bẫy. Nhưng với tình thế hiện giờ chúng ta vô cùng bất lợi, chỉ có hòa thân mới là cách bảo toàn cho chúng ta. Đại hạ, chúng ta kéo dài thời gian, chờ thêm 2 canh giờ nữa, Đại Lương Điện Hạ sẽ kịp tới đây. Nếu đại hãn không chịu hòa hảo với Ngụy Quốc, tại hạ xin về phục mệnh. Đợi đã, xin dừng bước, cho chúng tôi thương lượng thêm lát nữa. Khi tại hạ đến đây, Thái tử Điện Hạ đã dặn, nếu trong thời gian nửa cây nhang vẫn chưa trở về, Thái tử Điện Hạ sẽ lãnh binh tới đây. Nổi trống! Giờ đặc sứ chuyển lời đến Thái tử Điện Hạ, hoàng đế đại Ngụy của đức hiếu sinh, Khả Hãn Nhu Nhiên chúng tôi cũng thương dân như con. Nếu công chúa được gả đi, Nhu Nhiên Ngụy Quốc từ nay trở thành huynh đệ. Nhu Nhiên chúng tôi xưa nay ngưỡng mộ nghề dệt theo của Ngụy Quốc. Khi công chúa được nhập giá, có thể dùng một bức thêu tơ hòa thân để làm của hồi môn không? Tại hạ sẽ trở về bẩm báo.
đây sư? Xuân Trụ, tao đoán cô sẽ là người đầu tiên tới mà. Khí sắc của cô không được tốt, có phải thức khuya nữa không? Tối hôm qua phải làm cho xong số hàng, vì vậy đã làm tới khuya. Là hàng gì mà gấp như vậy? Là hàng của những thương nhân sắc lặc. Nhưng mà tôi nghe được bọn họ nói, thật ra số tơ tầm đó họ đi thu mua thay cho hoàng thất Nhu Nhiên. Vậy à? Ừ, gần đây không phải đang chiến tranh với Nhu Nhiên sao? Vì vậy có nhiều người Nhu Nhiên chỉ dám nói mình là người sắc lặc, hoặc là thổ dục hồn, hoặc là người của những nơi khác mà thôi. Còn có chuyện như vậy? Mặc kệ họ đi, găm tài trước đã. Lây sư, tôi thấy nước hôm qua hơi nóng đó. Vì tôi thấy trong người cô có hàn khí, vì vậy mới cố tình pha nước nóng. Mộc Lan. Là y sư. Mộc Lan, hôm trước ở trong trấn tôi thấy qua mai của cô đã thêu. Cô thêu càng ngày càng tiến bộ. Sao vậy? Thấy không vui à? Cha tôi bị trân binh rồi. Nhưng vết thương của qua già vẫn chưa khỏi mà. Vì vậy tôi mới thấy lo lắng cho cha. Cũng không cần phải lo như vậy. Qua gia chinh chiến nhiều năm, tôi tin lần này ông ấy sẽ trở về bình an. Đa tạ huynh La Y Sư. Xem ra trong mắt của La Y Sư chỉ có Mộc Lan thôi. Xuân Trù, là nó bậy rồi. Trong mắt của tôi, tất cả cô nương các cô tôi đều xem như nhau. La Y Sư. Tôi nương. Phục Linh. Mộc Lan. Người đã đến đủ chưa? Mộc Lan, mẹ cô đâu? Mẹ con đang ở nhà chăm sóc cho cha con. Mẹ cô đã 3 ngày không tới, tay nghề vốn đã không giỏi rồi, còn không ngâm tay, sau này đừng làm trong nghề này nữa. Bà nói không làm thì không làm sao? Tơ nương nói rất phải, về nhà con sẽ nói lại với mẹ. Tơ nương, thời gian không còn sớm, xin mời. Thời gian 3 khắc. Tập trung. Tịnh tâm. Bắt đầu. Lai sư. Tư nương. Phương thuốc mà hôm qua cậu đưa cho tôi có phải là có vấn đề không? Sau khi ngâm tay xong cứ hay ra dầu. Có lẽ không phải. Hay bà thử lại xem, nếu như hôm nay vẫn còn ra dầu, tôi sẽ đổi về thuốc khác. Đâu? Tay của tôi rất là kim quý, phải cẩn thận chăm sóc nó. Cũng phải. Xem nè. Mộc Lan, tôi đã nhìn thấy hoa mai cô thêu hôm đó rồi, thêu rất là đẹp. Nhưng có nhìn như thế nào vẫn thấy không được cao quý cho lắm. Đem so với Cẩm Tú Sơn Trang chúng tôi vẫn còn kém hơn một chút. Tơ nương nói rất phải. Nếu như không phải bác gia gia không màng thế sự. Xuân Trù, cô thấy không phục có phải không? Cô đó chính là có tư chất hơi kém một chút. Đã theo bác gia gia học lâu như vậy rồi mà học vẫn không thành. Nếu như đem so với Phục Linh của chúng tôi thì còn kém rất xa. Mẹ. Đừng vậy mà. Tử Tô, về nhà nói với cha mẹ cô, đừng có hàng gì cũng nhận làm. Theo nữ của Ngũ Phụng Cốc chúng ta đều có phẩm giá mà. Tôi không mẹ, sao? Một lần mẹ nói bớt vài câu đi mà. Tánh của mẹ là như vậy đó. Những gì mẹ nói đều là sự thật. Tôi nói như vậy đều là vì muốn tốt cho các cô, có phải không?
Tơ nương nói rất phải. Nha dịch hoàng đế đại ngụy băng hà, thái tử kế vị đổi niên hiệu thủy quan, hoàng đế đại ngụy băng hà. Thái tử kế vị đổi niên hiệu thủy quan. Hoàng đế đại ngụy băng hà, thái tử kế vị đổi niên hiệu thủy quan. Không biết có chuyện gì, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao? Hoàng đế đại ngụy băng hà, thái tử kế vị đổi niên hiệu thủy quan. Thác Bạt Đạo, sự việc lớn như vậy, người của chúng ta cho tới hôm nay mới nhận được tình báo. Đại hãn, hoàng cung Ngụy Quốc bí mật không phát tang, phong tỏa tin tức này suốt 3 ngày liền. Người của chúng ta cũng là hôm nay vừa nhận được tin, đã lập tức về báo. Nhưng mà đã quá trễ rồi. Nếu lúc đó ta nhận được tin tức này, ta nhất định quyết chiến với hắn tới cùng, sẽ không hòa thân quỷ quái gì hết. Xem ra 4 ngày trước Thác Bạt Đạo đã nhận được tin tức đó, vì vậy không còn tinh thần nên đã vội vàng về kinh kế vị. Nhưng tân chủ đương chính, đương cục khó tránh bất ổn, vừa sợ nội loạn vừa lo ngoại họa, vì vậy bức ép chúng ta ký hiệp ước hòa thân để có thể rảnh tay củng cố vương quyền của hắn. Tại sao không nhân lúc Thác Bạt Đạo đứng trường vững lập tức phát binh thuận lợi xông thẳng đến đó? Bình thành sẽ nằm trong tay chúng ta. Đại hãn, tuyệt đối không được. Chúng ta vừa mới ký hiệp ước với Thác Bạt Đạo, bây giờ làm trái vậy là thất tín, xuất binh không lý do, quân của ta ít, vả lại hiệp ước đã ký, nhân tâm đã mất. Bây giờ tập hợp binh lực, sĩ khí đã không còn nữa, bây giờ xuất binh khó giành phần thắng. Cái gì? Chẳng lẽ phải ngồi như vậy trơ mắt mà nhìn cơ hội tốt có thể tấn công Ngụy Quốc bị lãng phí vô ích vậy sao? Đại hãn, nếu như chúng ta có thể tìm được một lý do thích hợp, một thời gian thích hợp, vậy thì tấn công Ngụy Quốc chắc chắn phần thắng trong tay của chúng ta. Vậy khanh nói thời gian và lý do đang ở đâu? Ngụy Quốc không phải sẽ tặng một bức tranh hòa thân cho chúng ta sao? Tranh hòa thân à? Thác Bạt Đạo muốn củng cố thế lực của mình ít nhất phải cần thời gian nửa năm. Còn tranh hòa thân đó sẽ trong thời hạn nửa năm cùng công chúa gả đến Nhu Nhiên. Chỉ cần không thua được bức tranh hòa thân, vậy chúng ta đã có lý do rồi. Thừa tướng, xem ra khi Ngụy Quốc cầu hòa thì khanh đã đoán được có ngày này. Hôm đó khi Ngụy Quốc cầu hòa, thần đó đoán được ít nhiều. Bọn họ chắc chắn có mục đích không thể cho người khác biết, nhưng thần không nghĩ được thấu triệt, vì vậy đã nói ra tranh hòa thân để cho Nhu Nhiên có được thời gian tìm ra được nguyên do. Kim Tầm Tử ơi, Kim Tầm Tử, khanh luôn có thể đoán trước được mọi việc, chứ bây giờ làm ta thất vọng. Thưa tướng, thợ mộc đã băng bản thiết kế cung tên mới nhất. Cha, 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 Đa Lương đã về chưa? Yes. Quỳnh ấy đã về chưa? Hát Thông tiểu thư, hôm nay tướng quốc không được vui, đi thôi. Đi. Tướng quốc, tơ lụa Trung Nguyên mà chúng ta phái người đi mua đã được mang tới, mời tướng quốc xem qua. Đại quan của đại tư nông nói nếu như tướng quốc không có ý kiến gì thì sẽ được đưa vào kho. Tướng quốc bất giận. Ra ngoài. Dạ. Dạ. Ê, khoan đã. Ta hỏi các ngươi, những thứ này là mua từ đâu về? Hồi bẩm đại nhân, đây đều là hàng được mua về từ Ngũ Phụng Cốc của Ngụy Quốc. Còn cái này thì sao hả? Đại nhân, cái này chúng tôi chưa từng thấy, cái này không phải là của chúng tôi.
dám xảo biện. Cái này là ta đã tìm thấy từ trong số hàng các ngươi đem tới. Đạo nhân à, số tơ lụa này là chúng tôi mua sỉ, đã mua sỉ về. Miếng tơ lụa nhỏ như vậy chúng tôi thật sự chưa từng thấy. Mày còn không chịu nói thật à? Đánh cho ta. Đại nhân rồi, dừng đi. Dạ. Ngươi lập tức đi bẩm báo với đại hãn, nói ta có việc quan trọng, muốn lập tức diện kiến đại hãn. Dạ, thưa tướng. Đại hãn, thần có việc quan trọng bẩm báo. À, thưa tướng, có việc gì quan trọng? À, đại hãn, thần đã phát hiện một tấm vải tơ theo hoa tân di trong số tơ lụa đến từ Ngụy Quốc. Hoa tân di à? Hoa tân di này không phải là ở Ngụy Quốc không ai dám trồng, không ai dám vẽ, không ai dám thêu, thậm chí không ai nhắc đến sao? Phải. Lệnh cấm này là Thác Bạt Tự đã ban bố 15 năm trước. Nếu ai làm trái, nhẹ nhất là bị trảm lập quyết. Thác Bạt Tự vừa chết thì lệnh cấm này đã được hủy bỏ. Theo thần biết thì không phải. Vậy người Ngụy Quốc ai to gan như vậy? Sau khi thêu trọng còn dám lên đà bán nữa? Đại hãn à, bức hoa tân di này không phải là hàng mà chúng ta mua, mà được trộn lẫn ở trong đó. Xem ra người đã thêu trộm hả? Trong lúc đóng hàng đã không cẩn thận mà đem bức hoa tân di mình đã thêu trộm để vào trong đó luôn. Sau đó trời xui đất khiến được mang tới Du Nghiên. May cho hắn là hoa tân di được chúng ta phát hiện. Nếu là ở Ngụy Quốc lại có người bị rơi đâu. Đại hãn, thần có một cảm giác là hoa tân di này xuất hiện ở đây trong lúc này không phải ngẫu nhiên, mà là có ẩn ý khác. 15 năm trước Thác Bạt Tự ra lệnh cấm hoa tân di, đó là bởi vì hoa tân di có liên quan tới một vụ án. Đến giờ Ngụy Quốc còn có một thái tử bị phế, không rõ tung tích, và tấm lụa thêu này nhất định đang truyền đạt một tin tức nào đó. Là tin tức gì? Đại hãn, có người nhất định đã biết trước là số tư lụa này được mua mang về hoàng thất Nhu Nhiên. Hắn đoán được số tư lụa này sẽ đến tay của chúng ta, cho nên để hoa tân di lẫn vật trong đó. Hắn muốn dùng bức hoa tân di này nói cho chúng ta biết thái tử bị phế vẫn còn sống, muốn liên thủ với chúng ta. Đúng, thừa tướng nói rất có lý. Nếu như tìm được người này, đối với Du Nhiên chúng ta rất có lợi. Thừa tướng, chuyện này do Khanh toàn quyền quyết định đi. Dạ. Thừa tướng à, Khanh cho rằng phái ai đi thích hợp nhất? Đối phương thân phận đặc biệt, chúng ta không thể xem thường. Hoàng tử Đa Luân chính là đối tượng thích hợp nhất. Được, cứ để Đa Luân đi, cũng là cơ hội cho nó tới Trung Nguyên mở rộng tầm mắt. Mong là có thể mua được một con ngựa tốt. Ê, Mộc Lan à, nè, để cha. Cha, con được. Ê, mà để con giác cho. Ê, đưa cho cha đi, nè, đưa đi. Nè, con cầm lấy cái này, cầm đi con. Cha. Ê, không sao. Không sao. Cha, nếu con là con trai thì tốt rồi. Tại sao vậy? Cha có thể ở lại trong nhà. Trong nhà không thể thiếu con được. Trong nhà càng không thể thiếu cha. Ý, cha, hay là chúng ta đến Nha Môn tìm Trần Quyền Lệnh đi. Xưa nay ông ấy có quan hệ rất tốt với nhà chúng ta. Ông ấy cũng biết sức khỏe của cha. Chúng ta đi năn nỉ ông ấy, biết đâu ông ấy sẽ miễn binh dịch cho cha. Mộc Lan, chúng ta đi thăm bà lão mù có được không con? Đi. Ôi da, Mộc Lan. Trụ tử à, côn pháp của cậu càng ngày càng tiến bộ, tôi sắp không bị kịp cậu rồi. Làm gì có Hoa Gia, còn phải nhờ Hoa Gia chỉ giáo thêm. Nè. Bà ơi, Hoa Hồ Mộc Lan hai người tới rồi à? Bà để con dìu bà nha. Không cần, không cần. Con mắt của bà nhìn rõ hơn ai hết. Bà, hôm nay con tới thăm phu quý. Được, được, được.
Phú Quý, Phú Quý, Hoa Hồ đến thăm con kìa. Mộc Lan. Trụ tử. Dạ. Con có nhìn thấy không? Mặt cha con toàn là bụi. Có nhìn thấy không? Con biết rồi. Phú Quý à, nếu như con ở trên trời thật sự linh thiêng thì hãy phù hộ Hoa Hồ ra sa trường anh dũng giết địch bình an trở về. Phú Quý à, con hãy nói với cha con, nội con, nhị gia, nhị thúc, tam thúc và còn đại bá của con một tiếng nha. Nè. À, dạ con đi. Ngày mai con đi rồi sao? Dạ phải, ngày mai đi rồi. Hoa gia, ngày mai tôi cũng đi. Trụ tử, cả nhà huynh đã chết hết 7 người rồi. Nè. Sao lần này Trân Binh còn có huynh nữa? Chắc tại không may mắn thôi. Ai nói chứ, nam tử hán đại trượng phu ra sức vì nước là chuyện đương nhiên mà. Cho dù là hy sinh vì nước, đó cũng là niềm vinh hạnh. Dạ phải. Mộc Lan, con có nghe những lời bà nói chưa? Cha, con hiểu rồi. Trụ tử, huynh đừng lo, muội sẽ nhất định chăm sóc cho bà. Bà không cần con chăm sóc. Mộc Lan, nếu như con rảnh thì đến đây tìm bà, trò chuyện với bà cũng được. Dạ. Hoa Hồ, trụ tử xin nhờ con chăm sóc. Bà à, Phu Quý, mọi người yên tâm đi, hãy yên tâm đi. Chỉ cần Hoa Hồ tôi còn lại hơi sức cuối cùng, tôi nhất định sẽ chăm lo cho trụ tử thật tốt. Bà, nói không chừng là con chăm sóc cho Hoa gia thì có đó. Ồ. Phải, 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 phải. Con người này nhìn không thấy khỏe chút nào hết. Cha, để cho kỹ nha. Con thật khâm phục bà lão mù. Lần nào cha gặp bà lão mù, luôn cảm thấy bà ấy không có gì là không vượt qua được. Mộc Lan, dù sao bà lão mù cũng đã cao tuổi rồi, sau khi cha đi rồi, con phải chăm sóc bà ấy cho thật tốt. Con biết rồi. Bán ngựa đây, bán ngựa đây. Ê, cha, cha thấy con ngựa này thế nào? Ngựa đẹp, ngựa tốt đây. Con ngựa này tuy là cao lớn rắn chắc, nhưng lỗ tai nó quá lớn, còn hơi rũ xuống nữa, chuyển động không được linh hoạt đâu. Đây là một con ngựa kém. Ngựa kém? Cha, vậy con này, con này lỗ tai vừa nhỏ vừa nhọn, với lại lỗ tai dựng thẳng đứng, khi dãy tai thấy hình như rất nhanh nhẹn. Nhìn xong lỗ tai thì nhìn vào vai nó. Vai của ngựa tốt, vai và bằng. Vai của ngựa kém ngược lại xệ suốt. Ê cha, con này tốt, lỗ tai tốt, vai cũng rất tốt. Chọn ngựa còn phải xem lưng. Lưng của ngựa tốt, thẳng bằng, có sức, có tính đàn hồi. Lưng của con ngựa này quá cứng, lồi lõm không có sức lực chút nào. Xem lưng xong còn xem gì nữa? Xem mông. Mông? Độ dài độ dốc của mông rộng hẹp vừa đủ. Độ dài độ dốc và độ rộng hẹp của con ngựa này đều không được. Cha, cha lựa chọn như vậy, chọn cả chợ này cũng không được con ngựa tốt đâu. Chợ này mới nói, thiên lý mã mới là bảo bối. Nhưng cũng phải mua được mới được chứ. Ngựa tốt tới rồi. Hả? Ở đâu? Chưa.
khách quan, khách quan. Bà Thưa, ngồi đi. Bà ngon, bà ngon. Các vị khách quan từ đâu tới vậy? Cao Sa. Đây là ngựa của Cao Sa các vị hả? Phải, là ngựa tốt thượng đẳng của Cao Sa. Hey, ngựa tốt, ngựa tốt, ngựa tốt. Hey, mời tự nhiên ăn. Cha, cha xem con ngựa này đi. Lỗ tay tốt, da cũng tốt, lưng thẳng, mông cũng rất là tốt, rất hợp với yêu cầu của cha. Đúng là con ngựa tốt. Hay là chúng ta mua con ngựa này đi. Bằng hữu, xin chào. Xin hỏi cậu có bán con ngựa đó không vậy? Không bán. Nếu như mà cậu bán á thì bán bao nhiêu tiền? Tơ lụa tốt nhất ở Ngũ Phụng Cốc có giá bao nhiêu tiền vậy? Tơ lụa Ngũ Phụng Cốc chúng tôi không thể được tính bằng vàng bạc. Ồ, con ngựa của tôi cũng vậy thôi. Nè, tiểu gì, nhanh lên. À, dạ có liền. À, thôi được. Mộc Lan à, đi thôi. Cha, lưng của cha không sao chứ? Không sao, không sao, không sao. Cha nghỉ một lát đi, đã làm nửa ngày trời rồi. Chỉ còn lại mười mấy bó thôi, cha nhuộm xong rồi đi nghỉ. Phải nhuộm hết hả? Cha có cần cái lưng của cha nữa không? Nhưng lúc cha còn ở nhà, nhuộm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mộc Lan à, khi nhuộm tơ, bước thứ nhất chính là phối màu, bước thứ hai là thủ pháp. Con hãy xem, đây là thuận. Thuận. Đây là khua. Còn nữa, đây là quẩy. Vũ. Trên dưới trước sau có 6 phương hướng, mặt nào cũng phải chú ý. Cuối cùng mới là ngâm. Yêu cầu quan trọng là độ lửa, cũng có nghĩa là phải nắm chắc thời gian ngâm nhuộm tơ. Thời gian ngắn, màu nhuộm không đủ. Nếu để thời gian quá lâu, màu sắc sẽ không còn như thật nữa. Nhớ cho kỹ nha. Con nhớ rồi cha. Mộc Lan, nếu lần này lỡ như cha không trở về nữa, căn nhà này đều sẽ nhờ vào con. Cha, cha nhất định phải trở về. Đao kiếm trên chiến trường đều không có mắt đâu con. Vậy con cùng cha ra chiến trường. Con đi để làm gì? Nếu có đao chém đến, có tên bắn đến, con sẽ đỡ cho cha. Cha đừng cười mà, con nói thật đó. Mộc Lan, cha không uổng công thương con. Tuy con là một nữ nhi, nhưng ở trong lòng cha, con cũng như là con trai của cha. Con còn lo cho gia đình này, cha rất yên tâm. Mộc Lan tỷ à, sau khi qua gia đi thì ai với chúng ta nhộm tơ đây? Tỷ đây, tỷ làm được mà. Mộc Lan, hãy coi tỷ vừa biết thêu, vừa biết dệt, còn biết nhộm tơ nữa. Có gì tỷ không biết không? Có rất nhiều đó. Đi. À, mọi người nhìn kia. Chính là hắn hả? Tỷ nói người nào vậy? Đa, chính là cái người cao cao. Mộc Lan sắp nói chuyện với người đó đó. Chào Quynh. Xin chào. Quynh có thể bán cho tôi con ngựa trắng này không? Tôi bằng lòng trả thêm tiền. Quynh cứ ra giá đi. Cô muốn trả bao nhiêu tiền? Trả gấp đôi được không? Gấp đôi? Không được đâu. Vậy gấp ba? Không được.
Vậy Quỳnh muốn bán bao nhiêu đây? Hay vậy đi, nếu cô có thể chinh phục nó, tôi sẽ tặng nó cho cô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.